Chiều nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Phiên xử này tập trung vào việc luật sư tham gia làm rõ các tài sản có liên quan của bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tài sản đã thu giữ chuyển Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét giải quyết. Liên quan đến khoản tiền mà luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang đề cập, cụ thể có một người bạn Mỹ muốn giúp bà Lan trả khoản nợ 250 triệu đô la Mỹ do bà Lan vay thế chấp tòa nhà 29 Liễu Giai Hà Nội và cho vay thêm 130 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả vụ án. Về đề nghị này, bà Lan cho biết đây là điều rất tuyệt vời và bị cáo đề nghị luật sư bảo người bạn này đến gặp bà để trao đổi thêm. Bị cáo Lan nói thêm, nếu thật sự người này trả nợ thay và cho bà vay 130 triệu đô la Mỹ để trả nợ, bị cáo sẽ đồng ý. Đối với việc bà Lan xin lại hai túi Hermes ra Bạch Tạng để làm kỷ niệm nhưng sau đó có ý định muốn bán, tuy nhiên do tình cảnh nên bị cáo không muốn bán nữa. Đối với dự án 6A tại huyện Bình Chánh, luật sư bào chữa của bà Lan cho biết hiện dự án này không được đưa vào đảm bảo bất cứ khoản vay nào và tại giai đoạn 1 của vụ án đã được công ty Hoàng Quân định giá hơn 16.000 tỷ đồng. Bị cáo Lan trình bày, dự án 6A có thể được định giá 1 tỷ đô la Mỹ trở lại và dự án này không phải tài sản đảm bảo cho khoản vay nào tại SCB. Bị cáo Lan xin SCB trả lại dự án 6A và 65 tài sản khác đang không đảm bảo nghĩa vụ nào tại SCB để có cơ chế xử lý tài sản, khắc phục hậu quả chung của vụ án, trong đó ưu tiên nhà đầu tư trái phiếu. Tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty đơn vị liên quan. Sáng nay phiên xử tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc chỉ đạo phát hành trái phiếu khống mà các đồng phạm đã khai. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận toàn bộ trách nhiệm về việc chuyển tiền trái phép 4,5 tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài. Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi về suy nghĩ của bị cáo đối với thiệt hại đã xảy ra, trong đó có thiệt hại của hơn 35.000 người đầu tư trái phiếu, bị cáo Lan hứa sẽ dùng tài sản của mình để ưu tiên trả cho trái chủ trước khi giải quyết hậu quả giai đoạn 1 của vụ án. Theo hội đồng xét xử, những ngày qua, các bị cáo xác nhận đã tác động gia đình và tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như một số pháp nhân khác nộp khắc phục hậu quả cho vụ án, tính đến nay tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. Tiếp tục phiên xét xử giai đoạn 2 đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm. Trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các cơ quan tổ chức liên quan. Sáng nay, hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Liên quan đến tài sản khắc phục hậu quả vụ án, trình bày với hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan đồng ý bán 18% phần vốn góp tại công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Vietcombank, Bonday Bến Thành, 73,04% cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư Hợp Thành 1, 82% vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm WFD Việt Nam, 77,89% cổ phần công ty cổ phần dược phẩm Đông Dược 5, 84,82% vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông, 13,23% cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư Sao Thủy, hơn 1.400 tỷ đồng cổ phần tại công ty chứng khoán TVSI. Trước đó, liên quan đến việc ngăn chặn giao dịch đối với tài khoản của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, công ty Tân Thành Long An kiến nghị hội đồng xét xử gỡ phong tỏa đối với các tài khoản để công ty này tiếp tục kinh doanh. Các công ty như Horizon, Twin Peak, Kỷ Nguyên, Quang Thuận, Mineva Heritage cho biết tôn trọng quyết định của hội đồng xét xử. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, đại diện ngân hàng này mong muốn được quyền thực hiện dịch vụ theo hợp đồng đã ký kết. Cụ thể, SCB có nghĩa vụ giới thiệu nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư cho TVSI, không thu phí từ khách hàng, TVSI thực hiện trả phí theo hợp đồng. Về việc nộp lại khoản phí trên, SCB thực hiện theo quyết định của tòa án.
Chương trình tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát và đồng phạm giai đoạn 2, đầu giờ chiều nay ngày 27 tháng 9, hội đồng xét xử đã công bố thông báo của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tới các bị hại kiểm tra thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót, nhưng chưa gửi đơn yêu cầu điều chỉnh đến tòa án thì tiếp tục làm đơn yêu cầu điều chỉnh. Động thái này nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho bị hại mua trái phiếu của các công ty trong hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo đó, trong vụ án này liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa án xem xét giải quyết đối với các bị hại mua 6 mã trái phiếu QT2018.12.01, ADC2018.09, ADC2018.09.01, ADC2019.01, SET.H2-2025, SNW2018.10 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny World, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, CCHA phát hành. Đối với các bị hại liên quan 6 mã trái phiếu này, nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót nhưng chưa gửi đơn yêu cầu điều chỉnh đến tòa án thì tiếp tục làm đơn yêu cầu điều chỉnh. Địa chỉ nhận đơn: Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các cá nhân, tổ chức mua bán trái phiếu nhưng không nằm trong 6 mã trái phiếu nêu trên thì không thuộc phạm vi xét xử đối với vụ án này. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng không nhận đơn yêu cầu giải quyết của các cá nhân, tổ chức mua bán trái phiếu nằm ngoài 6 mã trái phiếu nêu trên. Thưa quý vị, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, sáng nay phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi để làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trình bày trước tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết mình không nhớ rõ bị thu giữ bao nhiêu tiền. Về 3 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng Vietcombank mang tên con gái Chu Duyệt Hằng, bị cáo Lan xin hội đồng xét xử xem xét trả lại cho bà Hằng. Bị cáo Lan lý giải tiền trong 3 thẻ này cho con gái dùng để chi tiêu hàng ngày. Đặc biệt, trong số những đồ vật của bị cáo Trương Mỹ Lan bị thu giữ có 2 túi sách hiệu Hermes được làm từ da bạch tạng. Bị cáo Lan cho biết có 1 túi sách được chính bị cáo mua tại Ý, 1 túi sách bị cáo được 1 tỷ phú người Malaysia tặng. Đây là vật kỷ niệm, sau này để lại cho con cháu, nên xin hội đồng xét xử cho xin lại. Với những đồ vật là túi sách, quần áo, giày dép hiện đang bị niêm phong, bị cáo Lan xin hội đồng xét xử xem xét cho gỡ niêm phong vì để lâu sẽ bị hư. Về các tài khoản, thẻ tại các ngân hàng, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày sẽ làm đơn đề nghị cơ quan điều tra, hội đồng xét xử xem xét gỡ phong tỏa cho tài khoản của người nhà vì trong đấy có tiền do mẹ bị cáo cho em trai. Trình bày thêm, bị cáo Lan cho biết lúc bị bắt, khởi tố, cơ quan điều tra có thu giữ máy tính bàn, trong đó có chứa ảnh của cả gia tộc từ mấy chục năm trước. Nếu chứng minh được không liên quan gì đến vụ án, xin hội đồng xét xử trả lại. Ngoài ra, trong lúc bị bắt, bị cáo Lan có đeo một bộ kim cương, mẹ cho làm kỷ niệm, vật may mắn, gồm một bông tai 6 carat, mặt dây chuyền và nhẫn có đính kim cương 10+ carat. Với những trang sức này, hội đồng xét xử cho biết sẽ kiểm tra lại biên bản thu giữ đồ vật được lưu trong hồ sơ vụ án.